Em xin giới thiệu, đây là bếp điện từ Dương, hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng. Model là Toshiba UHB-260G. Hàng em bán ra bao nguyên bản nguyên zin, bao hoạt động ok, nên các bác cứ yên tâm sử dụng. Bếp này xài điện từ 200 đến 220V, nên mình có thể cắm điện trực tiếp nhà mình sử dụng ok, không cần kim 110V nha. Số điện thoại cũng như Zalo bên cửa hàng em là 0931008099. Các bác gửi đến số này để em tư vấn, hoặc vào Zalo em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình tham khảo. Địa chỉ cửa hàng Thi Nguyễn bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xuất hàng toàn quốc qua bưu điện. Ship code vui lòng cập giúp em 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu mình chuyển đủ 100% thì em sẽ bao luôn phí ship cho mình. Khi nhận hàng, các bác không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Với giá ga hiện nay tăng rất là cao thì đây là sự lựa chọn hợp lý cho gia đình mình. Bếp từ hàng nội địa Nhật, có IH inverter tiết kiệm điện. Khi sử dụng bếp này nó sẽ rẻ hơn sử dụng ga rất là nhiều, tiết kiệm chi phí hàng tháng cho gia đình mình. Ngoại hình của bếp tương đối khá mới đẹp. Bây giờ em quay xung quanh cho các anh chị các bác tham khảo nha. Ngoại hình tầm 85-90%. Bếp từ Dương nó có hai bếp, một bếp là 2kW và một bếp là 2.6kW. Sử dụng cho nồi inox hoặc là nồi chuyên dụng cho bếp từ. Thiết kế rất là hiện đại, bắt mắt. Phía dưới này là bếp nướng. Em đã thử nướng chuối, nướng cà rồi. Rất là nhanh và ngon nha, rất là tiện luôn. Bỏ một trái chuối vào hoặc là trái cà vào, nhấn nút chỉnh nhiệt độ theo ý muốn hoặc là hẹn giờ theo ý muốn chút xíu thôi là chuối hoặc là cà đã chín cho mình rồi. Mình có thể nướng thịt gà, thịt heo, cá, rau củ như là chuối, cà vân vân, rất là tiện. Nó vừa có hai bếp nấu phía trên, vừa bếp nướng phía dưới thì đảm bảo tiết kiệm thời gian chế biến thức ăn cho gia đình mình rất là nhiều. Bây giờ em quay gần hướng dẫn mình cách sử dụng nha. Kích thước của bếp này như sau: chiều ngang là 60cm, hậu sâu 45cm và chiều cao là 18cm. Bếp từ Dương dễ dàng đặt để mọi nơi, ghim điện sóng 220V là mình có thể sử dụng được rồi. Mình ghim vào ổ điện 220V xong thì mình bật công tắc. Đây, bật công tắc. Về hướng này, đèn nó cháy lên. Sau đó mình bật bếp lên nha. Những cái nút tròn này tương ứng với bếp nấu và nướng. Hai nút tròn tay phải là hai bếp nấu phía trên và bếp có hình con cá là bếp nướng. Bây giờ em sẽ bật nha. Khi bật thì màn hình nó sẽ hiển thị, đèn trên đây nó sẽ chớp 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 rất là đẹp đúng không? Lý do là đèn nó chớp là mình chưa đặt nồi lên. Bây giờ em sẽ đặt nồi lên nha. Sau khi đặt nồi lên bếp, mình sẽ dặn cái volume này chỉnh nhiệt độ. À, từ thấp tới cao là mình xoay cái volume này nha. Rất tiện đúng không? Đó. Sau khi mình để nồi lên bếp chỉnh cái nhiệt độ theo mong muốn thì cái chỗ này nó không có chớp nữa. Nó do có nồi rồi. Nhiệt độ nó sẽ dao động từ 140 cho tới 200 độ. Rất là nhanh nha. Mình gào phía trên này không có nóng nhưng mà nước ở phía dưới nó đã sôi rồi. Thì bên bếp nấu mình làm như thế nào thì bếp nướng cũng y chang vậy. Mình nhắn vào. Đây, mình chỉnh. Nấu nướng rất là nhanh nha. Em rút ra luôn. Đây, mình xem cái tầng nướng của nó nè. Cái hơi nóng nó áp từ trên xuống rất là nhanh. Mình bỏ rau củ quả, cà, chuối, rồi hoặc là gà, thịt heo, thịt bò. Mình muốn bỏ cái gì vào cũng nướng cũng được hết nha. Cực kỳ nhanh đúng không? Trong vòng 5 giây thôi nó sôi nước rồi. Rất nhanh. Em dặn nhỏ lại nha. Đây mình dặn nhỏ lại thì cái màu đèn hiển thị trên này nó nhỏ theo. Ở bên này cũng vậy. Vậy là em đã test hai bếp nấu và bếp nướng phía dưới hoạt động ok, cũng như đã quay ngoại hình cho các bác tham khảo rồi. Bếp từ hàng nội địa Nhật lúc nào cũng vậy, rất an toàn, tiết kiệm điện. Bây giờ em xin kết thúc clip luôn nha. Các anh chị các bác nào có nhu cầu mua bếp điện từ này thì vui lòng liên hệ số điện thoại và địa chỉ trên bài đăng giúp em.